mình test cái AB Việt Nam 27-110 lên 150 nha anh em. Mình lên trái 58. Cái này lên bình xăng SH 204. Lên bình xăng lớn luôn. Còn một khoáng nha anh em, lên cổ. Cái này xe zin nó yếu lắm. Chủ xe kêu làm cho nhẹ xe chạy bền. Mà này lâu lâu mới canh lần nha anh em. Coi. Máy móc này nó im rung lên em. Đây, lên 150 là chạy được, dắt được mấy cái lít thái hẹp lít 125 rồi. Đây, em này xúc két nước với lên bít tông bạc thay nhỏ bạc nó cũng vậy. Hai xe này đang làm bổ xăng lồng nhẹ chạy đi dạo phố Nova này cũng vậy. Chưa có thời gian grab. Rồi, anh em có nhu cầu liên hệ Bảo nha. Rồi. Nhu cầu liên hệ Bảo số điện thoại là 0909 774482. Còn vài chiếc trong nhà thì chưa làm xong. Đây lùi á, mình cái xăm mốt mới làm cầu xong là chuẩn bị đáp máy. Anh chào anh em.